Bạn thì liệu là có ai còn nhớ cái bung mà gọi là chạy siêu nhanh bằng trái linh hồn vĩnh viễn của mình không? Thì ở video hôm nay, nếu như mà các bạn đã quá chán với tốc độ cao, đừng lo. Ở đây mình đã có một cái bung gọi là giúp các bạn di chuyển cực chậm luôn. Thì đầu tiên á, các bạn phải cần có trái bottle và nước. Dạ đúng rồi đó, các bạn nghe không nhầm đâu. Bây giờ thì các bạn chỉ cần nhảy xuống nước và bật cái chữ C của trái bottle lên. Mặc dù nó hơi đau chút xíu nhưng mà bây giờ các bạn đã hoàn thành được cái lỗi bung của mình rồi đó. Cái tốc độ chạy này phải gọi là còn thua đi bộ nữa. Nhưng mà các bạn đừng có lo nha. Cái lỗi này á, thấy vậy thật ra rất là dễ đi săn bounty. Ý mình là dễ bị săn bounty á. Thì để mà chạy được bình thường thì các bạn chỉ cần tắt cái bảng này là đã quay lại với bình thường rồi. Quá là đã đúng không? Chứ mà cho chạy tốc độ này vĩnh viễn là mốt giận không có tiền bung ở đâu đó. Yo, xin chào các bạn. Thì đến với cái lỗi tiếp theo đó chính là cái lỗi có thể giúp các bạn trở thành tập thỏ V4 phiên bản thực tế luôn. Như các bạn có thể thấy bình thường thì mấy cái tập thỏ V4 á tối ngày chỉ chạy thôi đúng không? Nhưng nếu như các bạn xài trái Mochi V2, giữ nút click và hướng mặt lên trời và sau đó spam nút nhảy thì thì các bạn có thể thấy là con nhân vật nó sẽ bị nảy lên. Và đương nhiên là cái này chỉ làm được với Mochi V2 thôi nha. Và lưu ý là trong khi các bạn làm á, các bạn đừng có ấn nút di chuyển nha, chỉ ấn nút nhảy thôi. Nó nhìn hài thiệt chứ. Ấy vô xin chào các bạn. Thì mặc dù là trái lớp đã được làm lại từ rất là lâu rồi, nhưng mà cho đến hôm nay, trong lúc đang đùa giỡn vui vẻ với anh bạn thân của mình thì mình đã phát hiện một tính năng ẩn cực kỳ bá giữa trái lớp và trái hung mình. Và chắc chắn là các bạn vẫn chưa hề biết. Thì nếu như mà các bạn biết hình hung mình khổng lồ á, thì chiêu ép của trái lớp không thể nào mà chở các bạn được. Tuy nhiên nếu các bạn sử dụng loại bung của trái hung mình, loại bung cây kiếm to và dài, ý mình là cây kiếm khổng lồ. Thì sau khi mà các bạn bung xong á, thì các bạn có thể chở người bạn này cùng với cây kiếm khổng lồ của anh ấy. Vậy là bây giờ các bạn vừa có thể đánh xa và sử dụng kiếm để phòng thủ. Và cái kiếm này cũng quýnh khá là xa nữa. Như các bạn có thể thấy thì cái combo này hiệu quả trên quái khá là tốt. Chỉ cần xài dài ba chiêu thôi là lăn ra chết luôn. Mặc dù là nãy giờ mình quên ăn điểm của chát quỷ. Ok, bây giờ thì vào server thường test sự bá đạo của nó thế nào. Mà trước khi test thì mình cần phải đi nhặt chát quỷ cái đã. Hay quá là hên. 1000 mấy mét. Cái này chỉ có thể hai ra island thôi. Ok, thì sau khi đi qua 2-3 cái đảo khác nữa thì cuối cùng mình cũng đã tìm được nó rồi. Cho các bạn 3 giây để đoán mình sẽ nhặt được trái gì á. Trái này chắc hẳn phải gọi là bá đạo lắm nè. Trái băng cũng không đến nỗi tệ ha. Bây giờ thì tệ rồi đó. Ok, thì bây giờ mình đã phát hiện một đối thủ ở đây rồi. Lên xem ơi. Cái này giống như kiểu là cầm phóng lợn xong rồi dí quýnh mấy thằng này á. Nhưng mà thằng này nó chạy nhanh quá. Thì sau họ bị truy đuổi thì thanh niên này đã đảo trái quỷ và bỏ tay chấm cơm thiệt chứ. Thì sau họ bị ăn hành thì mình mới phát hiện ra là thanh niên này tới 30 MBT lận. Tuy nhiên cuối cùng mình cũng đã hạ gục được thanh niên này. Bởi vì team mình tới 2 thằng lận, 12 M8 với 4 M6 cũng cao chứ bộ. Và sau họ trải nghiệm server thường thì mình cảm thấy combo này cũng khá là vui. Tuy nhiên thì nó cũng không có hiệu quả lắm trong việc đi săn bounty ha. Hello các bạn, thì đến với cái loại bung tiếp theo. Để làm được cái loại bung này thì các bạn cần phải có một chiếc mình. Nghe cũng khá là thốn đúng không? Mình thì chỉ còn có đúng một chiếc mình thôi. Nhưng thôi, để làm clip thì mình đành phải tạm biệt nha. Ok, thì bước tiếp theo thì các bạn hãy lấy cái duck step ở C1 ha. Thật ra thì ở C3 cũng thể lấy được ở phòng kế bên á. Các bạn mới chơi đừng có nghe mình nói xong rồi chạy C1 để lấy nha. Các bạn quan trọng có thể đi qua cái phòng kế bên và lấy được nó. Rất nhiều vũ khí khác nữa. Ok, thì để thực hiện được cái loại bung này các bạn biến bự lên, rồi sau đó các bạn bật cái chiêu V của duck step lên. Ok, ngầu chưa? Đó, thì sau đó các bạn hãy đổi qua cái melee khác ha. Nhưng mà ở đây thì mình cũng khá là thích nước nên mình sẽ chọn là Water Kung Fu ha. Thì sau khi mình đổi melee xong thì các bạn hãy tắt cái hung mình đi. Ôi, sao các bạn nhìn chiến không? Nếu như mà các bạn bật chế hung mình lại thì what the fuck? Holy shit. Một chế hung mình với cái bàn chân khổng lồ. Có cái bí mật về cái lỗi này đó chính là sẽ tăng cái tầm đánh cho các bạn luôn. Nên là các bạn đừng thử cái lỗi này dù chỉ một lần thôi nha. Mà tự nhiên nó đi nó lại thì mình vẫn một chế hung mình mà đúng không? Trời ơi, tôi quá có tâm mà, nên là các bạn hãy kéo xuống like và đăng ký cho mình nha. Hello các bạn, thì cái loại bung tiếp theo đó chính là bung trái quỷ vĩnh viễn. Đúng rồi đó, đó chính là trái quỷ tồn tại vĩnh viễn. Đưa trái quỷ bằng Gobert mà bung vĩnh viễn được thì chỉ có cái đùm. Thì theo mình nghĩ đó chính là một trong những cái loại bung mà có ít nhất trong Blockfoot hiện tại ha. Nếu trong cái trường hợp các bạn đang cầm trái quỷ xịn để đi khoe với bạn bè kiểu á, rồi sau trong lúc đó thằng bạn của bạn nổi ý định là chôn bạn, nó đấm các bạn chết, thế các bạn đã mất trái quỷ rồi đúng không? Nhưng không, đây là video bung mà. Trong trường hợp các bạn bị quýnh chết á thì các bạn chỉ cần việc quăng trái quỷ ra. Nhưng mà khoan đã. Oh shit. Rip một ca bounty. Sau khi các bạn quăng ra thì các bạn vẫn không thể thấy được trái quỷ của các bạn ở đâu đúng không? Nhưng mà thật ra nó nằm ở đó đó. Ok, bây giờ thì các bạn chỉ cần chạy ra và lượm trái quỷ thôi. Nhưng mà nó sẽ trở nên tàn hình nha các bạn. Không biết liệu mình ăn trái quỷ này mình có trở nên tàn hình không ha. Nhưng mà không thể nào mà bỏ trái hung mình được. No. Dù các bạn thì đến với lỗi bung tiếp theo chính là cái lỗi mà có khá nhiều bạn hỏi mình ha. Chính là cái lỗi tạo ra melee mới. Sai. Quá là ngầu luôn đúng không? Nhưng mà để làm được cái bung này á thì nó cực kỳ khó luôn nha. Đầu tiên á là các bạn cần phải có triple katana bình thường. Rồi sau đó thì các bạn chỉ cần spam chiêu X và gỡ ra. Tự nhiên rồi, cái cách này rất là khó luôn. Nên thôi, các bạn cố gắng nha. Bữa trước mình làm đâu đó tầm khoảng 15-30 phút mới được á. Nhưng mà khi mà các bạn làm được rồi một lần á thì các bạn làm được hoài luôn nha. Chả hiểu sao luôn. Còn bạn nào mà làm sai á thì Ayo xin chào các bạn. Thì ở video này như các bạn thấy đó, mình sẽ ưu ái hơn cho Jack Control bởi vì tự nhiên mình đã kiếm được khá là nhiều bung về Jack Control luôn ha. Ok, thì đến với cái bung đầu tiên, các bạn cần phải giữ chiêu V của Jack Control trong vòng 15 tiếng ha. Thật ra là 15 giây. Sau đó các bạn có thể thấy là cái animation của cái chiêu V của Jack Control sẽ biến mất. Bây giờ thì các bạn có thể gọi là tự do di chuyển luôn, nhưng mà cái chiêu V nó vẫn còn có thể sử dụng được nha. Và khi mà các bạn buông chiêu V ra nó vẫn có thể gây đam được, thậm chí là các bạn có thể tàng hình trong lúc đó luôn. Nhưng mà cái lỗi này nó còn cái khá là thú vị nữa, đó chính là các bạn có thể sử dụng chiêu ở bên ngoài vòng của Jack Control luôn. Nhìn khá là ảo luôn đúng không? Nhưng mà chưa đâu. Bung của anh Crazy Lần mà sao vậy được? Thì nếu như mà các bạn bật cái vòng của Jack Control bự lên và các bạn sử dụng chiêu V đi ra ngoài cái vòng và quýnh lên con quái thì cái vòng nó sẽ dịch chuyển qua đảo khác luôn. Holy shit. Quái cái chữ này chứ. Và cái hiệu ứng của nó cũng khá là đẹp ha. Bởi vậy ta nói bung của anh Crazy Lần bá đạo thiệt chứ. Nhưng mà các bạn biết cái gì ảo nữa không? Thì bây giờ mình sẽ thí nghiệm cái bung này với khoảng cách cực kỳ xa để xem cái room của Jack Control nó có dịch chuyển xa được vậy không ha. Bây giờ mình sẽ sử dụng thuyền để chở thanh niên qua bên đảo bên kia. Mong là cái room nó bay qua dành cho nó đẹp ha. Ok, thì sau bao nhiêu nỗ lực thì mình cũng đã chở thanh niên này qua bên đảo bên đây rồi. Rồi, bây giờ thì xử lý đi. Và kết quả là
Wow, hình như là khoảng cách nó quá xa các bạn ơi. Vậy là cái thử nghiệm này đã thất bại các bạn ơi. Khoảng cách giữa hai cái đảo quá là xa nên là thôi thua. Ok, đến với cái lỗi bung tiếp theo. Thì liệu các bạn còn nhớ cái lỗi bung mà làm tàn hình mấy cái món vũ khí bằng chế laser không? Lỗi đó là trước khá là bá đạo ha. Hay, còn bây giờ thì nó đã bị admin fix mất tiêu rồi. Nhưng mà các bạn đừng có lo, mình đã tìm được một cái lỗi mới, đó chính là các bạn chỉ cần biến thành Phoenix và cầm thật nhanh cái món vũ khí đó lên, sau đó tắt Phoenix đi thì cái món vũ khí đó sẽ tàn hình luôn. Nói chung thì cái lỗi này làm cũng giống như chế laser vậy á, nhưng mà thay vào đó thì các bạn phải làm bằng Phoenix thôi. Vậy là bây giờ chúng ta có thể chịu hồi được cây sâu guitar. Phiên bản này là gì mà đắt vậy? Ấy vô các bạn, thì đầu tiên chúng ta sẽ có một cái lỗi bung khá là mình cũng không biết phải giải thích như sao nữa. Nhưng mà khi các bạn nói chuyện với NPC này trên pháo đài trên biển thì chúng ta sẽ được xem lại cảnh hai admin đấm nhau. Và trong cái lúc mà các bạn đang xem á thì các bạn chỉ cần nhấn nút reset, sau đó chúng ta chỉ cần ghé ngồi câu cho hết thôi, cũng không lâu lắm đâu. Và sau khi xem xong các bạn sẽ thấy được là các bạn đã sở hữu được một cái góc nhìn mới, hay nói cách khác đó chính là góc nhìn của NPC này. Tuy nhiên thì có một điều khá đặc biệt, đó chính là các bạn vẫn có thể điều khiển được con nhân vật của các bạn nha. Nói chung thì cái bung này khá là hữu dụng trong cái việc mà mình đi PvP rồi ha. Kiểu như là khi mà mình xài cái loại bung này á thì người ta sẽ dễ sang vào team mình hơn á. Ngoài công nhận là quá cái trưởng thì chứ. Vô các bạn thì đến với cái loại bung tiếp theo. Mà cái loại này đặc biệt là chỉ dành cho những bạn nào mà chơi Roblox tầm tối hôm qua tới khoảng 2 giờ sáng. Trong cái khoảng thời gian đó mà các bạn vào lập phút á thì cái con nhân vật của bạn sẽ trở thành noob và tất cả mọi người đều là noob, thì đấy chính là một cái lỗi khá thú vị của Roblox ha. Và trong cái khoảng thời gian này các bạn có thể tận dụng cái lỗi human tí hon để chơi trong server ha. Các bạn có thể chụp team bằng human hoặc là cầm human để đi đấm nhau. Nói chung thì cực kỳ bá đạo luôn, tại vì server thằng nào cũng noob hết, nhìn khá là vui luôn á. Nhưng mà rất tiếc là tầm khoảng 2 giờ sáng thì cái lỗi này đã bị fix rồi. Quá cái chuyện gì chứ. Hello các bạn, thì đến với cái lỗi bung thì đây chính là một cái lỗi cơ bản nhất trong lập phút, nhưng mà nó sẽ hơi khó nha, tại vì các bạn phải tìm một người bạn nào đó xài trên lớp mới được. Sau đó thì kêu anh bạn này chở mình đi phượt trên con hồng hạc của anh ấy ha. Ok, bây giờ sẽ đến với cái bước quan trọng nhất nè. Bây giờ thì người chở các bạn phải thoát ra khỏi game ha. Oh my god, các bạn thấy cái gì không? Mình đã chính thức trở thành người đầu tiên có thể bay bằng giác quỷ trong Lost Foot. Ý mình là bay bằng giác quỷ luôn nha. Và nhìn chung thì từ cái lỗi bung này á, các bạn có thể làm ra khá là nhiều lỗi bung khác ha. Ví dụ nếu như mà bây giờ các bạn biến thành Leopard á thì con báo các bạn sẽ trở nên tàn hình luôn. Trời ơi, các bạn nghĩ đi, chuyện sẽ đáng sợ không con Leopard biết tàn hình chứ. Nhưng mà nói chung là tàn hình vậy thôi, chứ thấy cái bộ tóc là biết người đẹp trai rồi. Đúng là boy anime mà. Nhưng mà mình chỉ review cái bung vậy thôi nha, chứ các bạn đừng có nên lạm dụng nhiều quá. Admin mà fit thì chỉ có bó tay thôi. Hello các bạn, thì có phải là các bạn là người chơi xài chế A trong Lost Foot và các bạn luôn tự hỏi là ô mẹ nó, tại sao chế A lại không có bung nào hết trơn vậy? Nhưng mà các bạn đừng lo, ở video này thì có rồi đó. Như các bạn biết á, khi chúng ta xài chiêu F của chế A thì chúng ta sẽ không thể nào mà đánh thường được. Điều này có vẻ khá là vô lý đúng không? Nhưng mà mình đã có cách. Các bạn chỉ cần đi lại cái chỗ xóa giác quỷ, sau đó xài chiêu F và chọn xóa giác quỷ ha. Và đương nhiên là nó sẽ không xóa được giác quỷ của các bạn đâu. Nhưng mà lúc này các bạn đã có thể tạo một cái melee mới. Các bạn tự đặt tên cho cái này nha. Nói chung thì nhìn cũng khá là bá đạo đúng không? Nhưng mà mình nghĩ thì cái logo này chỉ mang tính giải trí thôi, chứ mà đem đi sang party thì có lẽ bị trừ hơi bị nhiều party á. Ayo, xin chào các bạn đến với tính năng đầu tiên của chúng ta. Một tính năng khá là hữu ích trong việc đi sang party và cũng như là chơi Lost Foot. Đó chính là tính năng chạy trốn siêu nhanh. Thì đầu tiên các bạn hãy vào cái setting và chuyển cho mình sang cái mục nhấn để di chuyển. Chính là cái này nè. Và tiếp theo thì cũng khá là dễ thôi. Các bạn chỉ cần làm theo công thức đó chính là nhảy lên. Wait what? Ok, trở lại với chủ đề chính. Để sử dụng được cái tính năng này các bạn chỉ cần nhảy lên, bấm chuột phải và lướt. Ui, bay cao vãi cả đái. Ui, shit. Ôi, thằng phải đắt nó bay. Khi mà sử dụng cái tính năng này để bay thế này á thì các bạn có thể lên đây để reset giác quỷ. Thì cái lý do thật sự để mình giới thiệu với các bạn tính năng này đó chính là đi săn bounty. Như các bạn đã biết thì trong lúc săn bounty sẽ có rất là nhiều thanh niên sử dụng những cái trái bay, sau đó bay thẳng lên trời luôn. Và đương nhiên thì mình cũng đã gặp khá là nhiều trường hợp như thế này và đương nhiên phải gọi là cài vãi cái chưởng luôn. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta đã có được cái tính năng này rồi nên là cái việc bỏ chạy hả? mày không thoát được đâu con trai. Ôi cái gì vậy? Cay quá. Xin chào các bạn, thì đến với tính năng tiếp theo, một tính năng gọi là khá là ác quỷ. Bởi vì tính năng này có thể giúp các bạn đi săn bounty phải gọi là như hack luôn. Ok, thì điều kiện đầu tiên cũng khá là dễ thôi, đó chính là các bạn cần có một người bạn sở hữu trái Kitsune vĩnh viễn. Sau đó thì anh bạn này cần phải biến hình lên và mình thì sẽ leo lên cưỡi con Kitsune này và chạy đi xóa trái quỷ. Thì sau khi anh bạn sử dụng trái Kitsune này xóa trái quỷ xong thì các bạn có thể thấy là nó sẽ bị mất cái animation. Lúc này có nghĩa là cái tính năng này đã có thể sử dụng được rồi đó. Thì lúc này anh bạn xài trái Kitsune chỉ cần reset là các bạn để có thể đi xuyên tường được. Đấy. Quay gì vậy? What the hell? Tưởng đâu chết rồi đó. Thì lúc này như các bạn có thể thấy mình đang ở bên dưới cái hòn đảo này nè, các bạn thấy không? Và đương nhiên với cái tính năng này thì chúng ta vẫn có thể gây sát thương lên những người trên hòn đảo. Nếu như mà các bạn muốn săn bounty dễ hơn thì các bạn nên xài chế control ha. Bởi vì chế control thì các bạn có thể sử dụng chiêu ít á. Hiện tại mình đang xài chế bottle nên là thôi cũng bó tay. Đấy, bây giờ các bạn chỉ cần spam chiêu lên là các bạn có thể tấn công những người phía trên rồi. Thậm chí là họ còn không biết ai đang quýnh họ nữa. Thì nãy giờ mình đã đánh thanh niên được nửa cái máu rồi mà thanh niên này vẫn chưa biết là mình đang bị đánh nữa. Chắc là đang tưởng đâu má sao nay con boss gì quýnh đau dữ vậy. Thì như các bạn thấy đó, ở phía trên thì spam chiêu xuống thì hầu như là không thể nào mà trúng được. Đấy các bạn thấy không? Thậm chí còn không trúng mình nữa mà. Đến với tính năng tiếp theo chính là một trong những tính năng hữu ích nhất trong Lost Foot. Thì đầu tiên các bạn chỉ cần nhập cho mình đó chính là sẹt E YouTube. Thì sau khi nhập cái lệnh này thì như các bạn có thể thấy thì tất cả những thanh như là máu hoặc là chiêu thức gì đó thì nó sẽ bị ẩn hết. Và cái điều hữu ích ở đây mà mình muốn nói với các bạn đó chính là khi các bạn đi vào cái cổng teleport như thế này thì nó sẽ dịch chuyển các bạn qua luôn và không có bị màn hình đen nữa. Thì điều này sẽ giúp ích các bạn trong việc PvP khá là nhiều ha. Nó chỉ cần chạy qua spam chiêu vậy thôi, chết rồi.
Nếu trong quá trình chơi Blockfloor mà các bạn vô tình random được trái mammoth và các bạn đang có một thắc mắc, đó chính là trái mammoth này liệu có cái loại bung nào đó thú vị hay không, thì đây chính là loại bung của một bạn fan gửi cho mình. Nhìn mấy cái mặt như thế này là biết uy tín rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ ăn trái vô mammoth vĩnh viễn nha các bạn. Trái kia thì để đem đi trade chứ mà ăn thì uổng lắm. Ok, thì như bạn fan hồi nãy chỉ mình thì chúng ta cần bấm chữ F và chuyển qua heo quân là được. Let's go, chuyển qua heo quân. Quay. Màn hình của mình đang thật sự rung lắc khá là mạnh nha các bạn. What the hell, trước mặt vãi cái trưởng. What the hell, cái quái gì đây? Ok các bạn ơi, thì loại bung này cũng khá là hay, tuy nhiên thì cái màn hình của mình nó bị rung lắc liên tục mà không bao giờ hết luôn, nên là bây giờ mình phải thoát game ra để vào lại. Thì sau một loại bung khá là bắn tùm lum của bạn fan thì bây giờ sẽ đến với loại bung của mình. Nếu như các bạn còn nhớ thì trái hồ mình V2 đã từng có một loại bung bay khá là nhanh, tuy nhiên thì admin Lockfoot đã xóa nó ra khỏi game. Nhưng mà hôm nay mình sẽ chính thức hồi sinh cái loại bung quyền thoại này lại. Đầu tiên thì các bạn cần cho mình đó chính là một cái kiếm ham cá mập, sau đó thì các bạn hãy bấm vào chữ unequip và bấm chữ X thật là nhanh, nếu mà bấm cùng lúc luôn thì càng tốt. Sau khi bung thành công thì con nhân vật của các bạn sẽ xoay như cái trong chống tre đó. Thì bước tiếp theo các bạn chỉ cần đổi trái hồn mình qua dạng V2 để có thể bay. Ok, let's go. Và bước cuối cùng đó chính là các bạn cần tìm một trái quỷ có thể cầm trên tay được. Ở đây mình có khá là nhiều trái quỷ nên là mình sẽ lấy trái Venom đi. Cầm trái quỷ mắc tiền xíu cho nó sang đấy. Ngầu liền. Ok, bây giờ chúng ta cần biến lên dạng human và sau đó cầm trái quỷ lên tay và nhảy. Ôi. Nhảy lên đi, bạn bấm nhảy. Ôi ôi, con nhảy. Bấm nút nhảy cho các bạn. Ôi, nó bị giật lại kìa. Ghê không, ghê không? Bí mật cưng lóc Ninjago. Rồi, lỗ bung phút là xài chiêu liên tục đúng không? Đúng rồi. Rồi, bay thứ hai, bay thứ hai. Bay liên tục cho mọi người coi đi. Đó, bay liên tục nha. Như các bạn xem bí mật cưng lóc Ninjago nha các bạn. Chết mẹ, anh không điều hướng được. Ok, thì để xem thử tốc độ của lỗ bung này thì bây giờ mình với Vedac sẽ cùng nhau đua thử nha. Thì đương nhiên như các bạn thấy đó, tốc độ của lỗ bung của mình thì sẽ rất là nhanh luôn. Tuy nhiên nó có một cái vấn đề ở đây, đó chính là nó không thể kiểm soát được. Mất quyền kiểm soát rồi. Bay đâu vậy? Thấy rồi, nó bay giật tôi vậy đã kinh sợ rồi. Cái gì vậy? Đúng là một lỗi khá là thú vị đúng không các bạn, nhưng mà nó có điều là hơi khó điều khiển xíu thôi. Ok, thì nếu như mà các bạn là một người đam mê đi biển, tuy nhiên thì các bạn quá lười để đi thuyền ra đó, bởi vì một lý do duy nhất đó chính là thuyền đi quá chậm. Thật ra thì nếu như là thuyền khác thì sẽ đi nhanh hơn á, nhưng mà con thuyền này quá củ chuối nên là thôi bỏ đi. Mà thay vào đó chúng ta sẽ sử dụng bung của bạn Thiên Long Trần, một lỗ bung khá là hay ha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau TP qua Retreat, sau đó thì đi vô cái chỗ thức tỉnh tập. Thì trong mấy căn phòng mà có cái cửa kính như thế này á thì các bạn có thể teleport ra ngoài ha. Thì sau khi ra ngoài xong các bạn có thể gọi là di chuyển tự do bên này, và bây giờ các bạn chỉ cần đi xuống dưới thì các bạn sẽ xuống được C4. Mình không biết là có thể hay không nữa, nhưng mà mình cảm thấy cái này đi còn lâu hơn ra C4 nữa nha. Thì mình vừa check là bạn một phát thì đang cách đảo Tiki tới 4000m lận. Ui, nó lên C4 thiệt nè, vãi cái chởn thiệt. Ok, lỗ bung này khá là uy tín nha, mình có thể thấy mấy hòn đảo ở đây luôn nè. Tuy nhiên thì có vấn đề ở đây chính là không có thuyền ở đây thì làm sao đi săn được nhờ. Liệu các bạn có biết ngoài lỗ bung tàng hình của trái ánh sáng ra thì trái Tyrus bây giờ có thể làm điều đó tốt hơn nữa. Đầu tiên các bạn chỉ cần lấy cho mình một trái quỷ nào đó ngẫu nhiên, lấy trong kho đồ cũng được nha. Và các bạn chỉ cần làm như mình trên video thôi, các bạn chỉ cần biến hình và cầm trái quỷ lên ngay lập tức. Thì lúc này các bạn sẽ tàng hình luôn. Và nếu như các bạn có để ý thì chúng ta sẽ cao lớn hơn, bởi vì chúng ta đang trong hình dạng của con khủng long. Ôi, cái kiếm bự kìa. Đừng chém em nha. Ôi, cái kiếm nó bự kìa. Và như các bạn thấy thì lỗ bung này sẽ khá là thú vị, bởi vì cây kiếm này có vẻ hơi sai sai ha. Và ngoài ra thì cái lỗi này nếu như các bạn sử dụng lên mấy cái trái đắt tiền như là trái Rumble hay là trái nào đó kiểu như là Leopard chẳng hạn, thì trái quỷ này của các bạn sẽ tan hình luôn, nhưng mà nó vẫn có cái hiệu ứng xung quanh nhìn khá là ngầu ha. Nói chung thì trái nào mà càng nhiều hiệu ứng thì nó sẽ càng đẹp, ngoại trừ trái Dragon ra không có một miếng hiệu ứng nào luôn. Hiện nay trong Lockfoot của chúng ta đang có khá là nhiều tộc, như là tộc Human, Thiên Thần, Thỏ, Cá và hai tộc đặc biệt khác nữa. Nhưng liệu các bạn có biết chúng ta có thể sở hữu một tộc mà Lockfoot chưa update, đó chính là tộc người khổng lồ. Thì đầu tiên các bạn cần lấy cho mình đó chính là trái T-Rex, sau đó thì vẫn như thường lệ đó chính là đi đánh quá để tích nộ. Thì sau khi tích đủ thanh nộ thì các bạn chỉ cần biến hình T-Rex và cầm trái smog lên để tàng hình. Đấy, thì bây giờ chúng ta đã tàng hình được rồi. Nhưng mà đây chỉ mới là bước đầu của cái việc biến hình người khổng lồ thôi nha. Thì theo bạn Steve này chỉ chúng ta cần phải lấy cái kiếm con quải ngục ra và sau đó xài chiêu dách thì sẽ tạo được một cái thứ gì đó rất là đặc biệt. Ok, thì bây giờ mình sẽ thử sử dụng chiêu dách nha. Ui, what? Mình bự lên thiệt đúng không? Bự chập bá gì nè. Như các bạn có thể thấy thì mình đang bự gấp 2 lần thằng V-Duck luôn. Rồi, nó chỉ đứng tới chân mình thôi nha. Thì ở cái hình dạng khổng lồ này chúng ta vẫn có thể tăng được tầm đánh như là human luôn nha. Đó, các bạn thấy không, đánh rất là xa luôn. Nhưng mà nếu như so với trái human V1 thì nó vẫn có thể gọi là nhỏ hơn một chút xíu ha. Và cái tầm đánh thì nó cũng ngắn hơn nữa. Thôi, tha đi, quýnh không lại rồi. Ok, thì mình biết là các bạn cũng đang tò mò về cái vấn đề này, đó chính là khi mà mình sử dụng cái hình dạng này á và biến thành trái human thì nó sẽ ra sao. Nên là bây giờ... Wait, what? Thì sẵn đang nhắc về trái T-Rex nên là chúng ta sẽ tiếp tục với một lỗ bung của nó nữa. Đúng là trái mới lúc nào cũng nhiều lỗ bung vãi. Thì đầu tiên các bạn chỉ cần nhảy xuống nước, ý là xuống biển. Sau đó thì các bạn hãy sử dụng chiêu C và giữ cái màn hình như thế này ấy, từ trên xuống dưới nha, sau đó các bạn buông chiêu C ra.
thì như các bạn thấy chúng ta đã chuyển qua một cái vùng biển khác luôn, và ở phía trên chúng ta đó chính là những hòn đảo quen thuộc. Còn cái biển này thì nó không có cái đảo nào hết, nhưng mà các bạn cứ yên tâm, bây giờ chúng ta vẫn có thể đứng trên nước này được. Ý là đôi khi thôi nha. Theo mình nghĩ thì cái lỗ bung này khá là hữu dụng ha, kiểu như là khi nào mà các bạn hết máu á thì các bạn chỉ cần chui xuống đây là ok, không bao giờ sợ mất đầu ti luôn. Và khi nào mà các bạn muốn lên lại thì các bạn chỉ cần bấm chữ F là nó sẽ tự bay lên trên lại thôi. Nói chung thì bung này vừa dễ mà còn lại vừa hữu dụng nữa, quá là tuyệt vời luôn. Và tiếp theo một bạn fan của mình đã comment đó chính là sử dụng trái mochi lên trái T-Rex ở dưới biển thì nó sẽ có một cái tương tác ở đó khá là thú vị, nghe thì cũng khá là hay, nên là bây giờ mình với Vedax sẽ cùng nhau làm thử luôn nha. Ok, bây giờ tụi mình sẽ test trước với chiêu C nha. Vedax sẽ lăn chiêu C của trái mochi vô người mình và bùm. Wait, what? Cái quái gì đây, nó lại tiếp tục gớt xuống dưới biển nữa. Vậy là trái T-Rex này nó rất thích cái gì đó gớt xuống dưới nha, như kiểu là thiên thạch chẳng hạn. Và ngoài ra thì chiêu ít của trái mochi cũng có thể đẩy con T-Rex nó xuống biển nữa. T-Rex đúng là một trong những cái trái quỷ mà thích tắm biển nhất trong Love Food mà. Tiếp theo là một lỗ bung khá là thú vị của bạn Bảo Nam. Thì đầu tiên ở lỗ bung này các bạn cần phải đi mua chiếc thuyền đánh cá bình thường. Cụ thể hơn thì con cá này chính là Leviathan. Sau đó thì chúng ta cần có một người bạn lên lái chiếc thuyền này, và chúng ta thì chui vô cái phòng nhỏ nhỏ phía dưới. Thì khi mà đi vào căn phòng này thì các bạn chỉ cần biến hình Human V2 lên. Mặc dù là không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà các bạn hãy ghi nhớ một điều này, đó chính là khi mà làm lỗ bung á, các bạn cần phải có sự kiên nhẫn, hay mà người ta còn nói đó chính là cái sự mà gọi là kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm á. Thì các bạn chỉ cần kiên nhẫn và tự nhủ với bản thân là sau lần này nó sẽ bay lên thôi. Ôi chiếc thuyền sắp bay lên rồi kìa. Ui mới bay kìa. Thì đương nhiên có công mài sắt thì có ngày sẽ ra bung thôi. Sau khi thử rất là nhiều lần, tầm đó khoảng hai mấy lần á, thì cuối cùng mình đã phát hiện ra cách để làm nó bay lên được. SOS thiệt. Thái công. Thái công. Kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm. Ui, trời, trời, nó bay kìa. Ui, the one we is real. Đó. Rất này. Thấy không các bạn, để mà thực hiện một lỗ bung á, các bạn cần phải có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm nha các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với lỗ bung của bạn Jay. Thì ở lỗ bung này bạn ấy kêu mình sử dụng trái Kitsune tích đầy thanh nộ và đổi sang trái T-Rex, thì nó sẽ sở hữu thanh nộ của trái Kitsune. Nếu mình nghĩ không sai thì điều này sẽ giúp chúng ta mọc thêm đuôi của trái T-Rex, nên là bây giờ mình sẽ lấy trái Kitsune ra để thử luôn nha. Ok, thì bây giờ bắt đầu với công việc thường ngày nhất, đó chính là đi farm thanh nộ. Có một điều mà không biết các bạn có để ý hay không, đó chính là thanh nộ của trái Kitsune lên khá là nhanh ha. Đấy, quýnh một tí thôi là full thanh nộ rồi. Ok, thì bây giờ thanh nộ của mình đang 7 màu rồi, nên là bây giờ mình sẽ đổi qua trái T-Rex xem sao nha. Ui! Hiện tại thì thanh nộ trái T-Rex của mình đang để là một đuôi thay vì là cái thanh nộ như trước. Nếu đúng như mình nghĩ thì sau khi mình farm đầy cái ống này thì nó sẽ mọc thêm hai đuôi nữa. Oh my god. Okay, em biết chuyện không? Gì? Bây giờ anh có thể mọc ba đuôi con khủng long luôn nè, coi nè. Đâu? Anh đang để là một đuôi nè, anh đang có thanh nộ là một đuôi nè. Má nãy giờ mới để ý luôn á. À, là thanh nộ của Kitsune là vậy nè. Vậy là bây giờ là anh mọc được ba đuôi luôn á. Biến thành ba anh T-Rex luôn. Biến thành ba con T-Rex luôn á Phúc. Rồi sao để biến thành mẹ đó. Ai út mà. Và sau khi tích đầy thanh nộ thì mình đã nhận ra một điều, đó chính là nó bị giới hạn ở một đuôi. Thì thật ra mình cũng không có bất ngờ về cái chuyện này lắm. Mặc dù là cái bung này cũng khá là hay, nhưng mà mình không mọc lên được ba đuôi là hơi tiếc ha. Tiếp theo chính là bình luận của bạn Quen Wee Block Food. Thì theo bạn này nói đây chính là một lỗ bung có thể phá thuyền cực kỳ nhanh. Tuy nhiên thì nó yêu cầu chúng ta cần phải có tập Cyborg. Nhưng mà ạc của mình hiện tại thì còn chưa có tập V3 nữa. Nhưng mà không sao, chuyện gì khó đã có Lion Store.vn lo. Okila thì mình đã mua con ạc Cyborg V4 luôn rồi nha các bạn. Đấy, quá ngon. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần đi ra bến cảng và nhờ một người bạn mua thuyền giúp. Ok, một con thuyền gọi là to nhất luôn. Thì con thuyền này đang có 2500 máu, nhìn chung thì cũng phải gọi là khá là trâu rồi đó. Bây giờ thì các bạn chỉ cần bấm chữ T thôi là cái thuyền nó sẽ ui ủa gì á vậy sao chị ôi không nhảy lên được luôn, anh không nhảy lên được luôn. What the hell, sao anh không nhảy lên được? No. Ôi. Thì theo mình thấy cái này cũng khá là hay, nhưng mà mình nghĩ là cái này chỉ là tính năng thôi chứ không phải là bung nha. Nói chung thì cũng khá là ok. Video này thì mong các bạn nhớ cảnh giác với mấy thằng xài Cyborg khi đi săn Leviathan nha. Chỉ cần sơ sức 3 giây thôi là nó có thể đánh sập cái thuyền luôn. Đến với comment của bạn Thanh Nhật Nguyễn thì bạn này đã chỉ mình, đó chính là sử dụng chiêu F của trái Gravity và đi vô cổng dịch chuyển thì sẽ có thứ gì đó rất là bất ngờ. Thì ok, bây giờ mình sẽ ăn trái Gravity vô để thử nghiệm lỗ bung này nha. Thật ra thì hồi nãy mình ăn rồi nhưng mà mình quên quay video lại. Nhưng mà không sao, let's go, đi thôi nào. Trước khi bắt đầu với lỗ bung thì nếu như mà mình có coi video này thì mình mong là mình có thể nâng cấp trái Gravity hoặc là sửa lại. Tại bây giờ mình cảm thấy trái Gravity hơi phế xíu. Các bạn có cảm thấy giống mình không? Nếu như mà có thì các bạn nhớ bình luận bên dưới cho mình biết nha. Thì để làm cái bung này các bạn chỉ cần đi qua cổng dịch chuyển và bấm chữ F. Ôi, cái gì vậy? Ui. What the hell? Anh dịch chuyển ngược về mà còn có cái cục gì dưới chân nữa nè. Thì ở cái lõi này á, khi mà các bạn dịch chuyển qua mà xài chiêu F á thì các bạn sẽ không bị teleport đi, mà thậm chí thì nó còn tặng kèm các bạn một cái cục gì đó trong suốt ở phía dưới nữa. Và đây chính là lỗ bung của một bạn fan của mình liên quan tới trái tuyết, một trái quỷ phải gọi là cũng khá là hiếm thấy. Nhưng mà để phục vụ mọi người thì mình sẽ múc ban trái tuyết luôn nha. Let's go. Đấy.
mình lại không có mastery rồi, phải cái chở thiệt. Ok thì mình đã đạt level 72, có nghĩa là mình có thể sử dụng chiêu F của chế tuyết rồi. Nên là bây giờ mình sẽ đi làm đỡ bung luôn nha. Chúng ta chỉ cần giữ chiêu F và đổi sang hải quân. Ok, chuyện gì sẽ... Ôi, wait. Wait, các bạn có thấy màn hình mình nó bị mờ mờ không? Sao mình thấy mờ vậy? Ừ, màn hình anh bị mờ đi nè. Và ở đây nó còn có tuyết nữa. Thì với cái lỗ bung này nó sẽ khiến Lockwood trở nên gọi là chân thật hơn chút xíu. Kiểu như là nó sẽ bị mờ mờ đi á. Nói chung thì nhìn cũng khá là chill ha. Nếu như các bạn là một người chơi thích bay lượn và đang sở hữu cho mình một trái Phoenix thì đây chính là lỗi bung dành cho các bạn. Lỗi bung săn tóc đỏ. Ý nghĩa chắc là hoa biển ngạn đỏ, hồi ức đau thương. Thì để làm được lỗi bung này các bạn cần cho mình đó chính là một trái Phoenix với full battery và chiêu FV2. Chiêu FV2 thôi là được nha, không cần phải chiêu V đâu. Thì đầu tiên các bạn chỉ cần xài chiêu FV2 của trái Phoenix. Đấy, bật lên. Thì sau khi mà các bạn mọc cánh như thế này rồi thì các bạn chỉ cần bấm chiêu V biến hình dạng V1. Lưu ý là chiêu V phải là V1 mới được nha. Sau đó thì các bạn chỉ cần đợi chiêu hồi lại và tắt đi. Ui, what? Cục tay rồi. Bro, sang trong độ V2. Hello các bạn đến với một lỗ bung siêu mới của trái T-Red luôn. Thì mình khá chắc chắn là vẫn chưa có ai biết được cái lỗ bung này. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy trái T-Red ra. Sau đó thì chúng ta vẫn phải đi tích nội bình thường thôi, cũng khá là khó ha. Ok, thì sau khi mà đủ hình nội thì các bạn cầm trái Smoke ra cho mình nha. Ok, một thao tác khá là đơn giản thôi. Cũng quá là quen đúng không? Biến hình và cầm trái Smoke lên để tàng hình. Đấy, ok. Và sau đó thì xài chiêu dách của cái kiếm quỷ ngục để có thể trở lại hình dạng bình thường. Ok, thì cái đoạn này mới là cái đoạn quan trọng nè. Thì bây giờ chúng ta cần phải lấy trái Human ra và biến hình Human. Lúc này thì tất cả mọi thứ trên người của chúng ta sẽ biến mất. Thậm chí là các bạn sẽ mất luôn cái tập người cá nữa. Các bạn có thể tua lại 5 giây trước để coi ha. Thì 5 giây trước mình vẫn còn sở hữu tập người cá. Và bước tiếp theo của lỗ bung này thì các bạn chỉ cần đi lấy trái T-Rex ra và tích hình nội thêm một lần nữa. Và sau khi có đủ hình nội thì các bạn chỉ cần làm như hồi nãy thôi. Biến hình và cầm trái Smoke ra. Thì bây giờ các bạn sẽ tan hình mỗi cái đầu thôi. What the hell. Nè các bạn thấy không? Mình hoàn toàn là không có tập người cá nhưng mà mình vẫn bơi được nha nè. Bơi thoải mái luôn. Thoải mái. Ơi chết em rồi. Ôi. Hello các bạn đến với một lỗ bung biến hình mới của trái T-Rex nữa. Thì đây là một lỗ bung gọi là khá là bá đạo luôn. Nếu như các bạn có thắc mắc là tại sao mà trái T-Rex lại có nhiều lỗ bung như vậy thì mình cũng bó tay. Thì đầu tiên như thường lệ các bạn chỉ cần biến hình trái T-Rex và cầm trái Smoke lên để tàng hình. Thì sau khi mà tàng hình xong các bạn lấy trái Human ra cho mình thêm một lần nữa nha. Đây, trái Human lấy ra thêm một lần nữa. Như mình ra biến hình. Thì khi mà các bạn biến hình lên á thì nó sẽ có một cái dần hào quang xung quanh. Nói chung thì nhìn khá là bựa luôn ha. Game server thường mà làm cái bung này thì phải nói là bá đạo luôn. Trời kìa. Chết ai. Ôi đừng bắn vào anh mà. Và nếu bây giờ mà mình đứng yên một chỗ thì chắc chắn là không ai nhận ra mình luôn á. Đời đi. Ôi nhìn giống thiệt đó là anh. Ôi Lockwood mới update hả ta. Thì đó chính là 28 lỗ bung của ngày hôm nay. Nếu các bạn cảm thấy những lỗ bung này thú vị thì các bạn nhấn cái xuống dưới đăng ký, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của mình nha. Còn bây giờ thì bye bye.